vuốt lại cá cho nó mượt mà nào. Ý, ok đấy. Tại sao lại như vậy chứ? Anh khóc lâu rồi. Em ơi, trời, anh đã khóc đấy. Chuyện là như vậy. Không. Khổ thân Bad Chip nhở? Oh no. Để tớ nghĩ ra xem một cách gì không nào. À, các cậu, okay, giúp tớ một tay nhá. Được thôi. Chuẩn bị xong rồi, đi thôi. Xin đẹp tuyệt vời luôn. Đi nào. Cẩn thận, cô nhìn đấy, Anna đến đấy. Để xem nào. Ta cũng đang trên đường nè. Có vũng nước kìa. Oh my god. Thôi xong, không ổn rồi. Anh đã không chịu nhìn gì hết. Không, đừng mà, cứ chừng anh ơi. Tao lẹ lên thôi. Lấy mộng dù cho chắc. Mệt quá xong rồi. Ôi, không ổn rồi. Đâu bây giờ? Có cái lùng rác kìa. Làm gì? Cuối cùng cũng xong. Thôi trời, lại nữa hả? Đi từ từ thôi bà nội ơi. Dừng lại. Không, gì vậy? Đi chỗ khác vậy? Ôi may quá. À, cứu tôi. Cứu tôi với. Ôi, xong rồi. May quá, Anna không bị làm sao. Ủa hả? Tung tăng tiếp nè. Cái tên này. Ôi, tôi xin lỗi nha. Có hiểm quá đi. Ông quên từ đâu rồi. Alex có sao không? Thấy tội ghê, nè lau đi. Okay, em không sao rồi. Mệt mở hơi tay luôn. Tụi mình dơ hơi rồi nè. Gì vậy? Ôi trời ơi, đùi quá kìa. Gì vậy? Mấy cậu hả? Có sao không vậy? Hey, đứng dậy đi. Thôi chút nằm xuống một tối đi. Bạn thấy mình bắt tay nha. Chúc mừng đi. Mình cầu thêm tuổi mới nha. Vui quá đi. Ủa, gì vậy? Quay đó tôi á. Sao xem tử nữa mà. Cây kẹo là của mình. May quá. Ôi, họ làm gì vậy? Anna, thử mở ra xem bao. Trời trong rồi. Ôi, anh Quốc ơi, báo quá đi. Chắc xin lỗi mà. Khốn này. Các người làm gì ở đây vậy? Quá trời. Đưa đây cho ta. Đạo cụ, hành nghề của ta đó. Không biết ta là nhà ảo thuật gia hả? Ô, cô ấy bị bắt đi rồi. Không thể được mà. Đây, chờ tôi với. Chờ tôi với. Anna, nguy hiểm lắm. Tỉnh táo đấy. Chắc cũng phải vào cùng với cô ấy thôi. Vậy đó hả? Đến gì vậy? Ủa, không thể nào. Trời, tôi sợ lắm đó. Anna. Hey, nguy hiểm quá. Mình không thích chỗ này. À, cô ấy kia rồi. Để xem nào. Nè, cô tập luyện đi chứ. Tôi không làm được đâu. Không hả? Con không được mà. Xem đây. Ôi trời. Bắt phạt, bắt chúng. Sợ quá đi. Sao hả?
thấy tài nghệ của ta thế nào. Được rồi, dòng lửa. Ôi trời, làm ăn được mà, tha cho tôi nha. Cô dám từ chối ta sao? Ôi không, mình phải rời khỏi. Hả? Đau quá, đi rồi, chạy thôi. Đứng lại, con bé này. Ôi không, mày muốn chạy đi đâu hả? Đứng đây vậy, lại là ông ta. Mày đi vô đây. Thả tôi ra, thả tôi ra. Mày sẽ là người tiếp theo. Lên đi. Không 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 mà. Làm ơn tha cho cô ấy đi. Mày cãi tao hả? Trời đất ơi. À quá rồi. Ây da. Ây da, trời nóng quá. Nóng quá đi. Ôi không, đừng cùng nữa. Giờ sao ta? Để tôi xem nào. Lạnh quá tới nè. Ok nha, đưa tay cho tớ nào. Tớ thấy chúng mày rồi, đứng lại. Ông ta đuổi tớ rồi, còn chuyện trước nữa. Gì cơ, không đời nào. Lên đây với tớ. Cảm ơn, nhưng cậu hãy đi đi, tớ không sao đâu. Anh ơi. Hả, tiếng này là. Cầm xây xây đi, nè, lẹ lên. Quên tụi này hả? Ôi các cậu. Vậy đi tớ lên liền. Ok rồi, qua rồi. Bọn nó trốn đi đâu rồi? Chúng mày nhớ mặt tao đó. Cảm động quá. Trời ơi, mình nói buồn quá đi. Này, ta nói buồn quá. Ê, cho xin miếng đi. Không được đâu. Ê, cho xin miếng đi mà. Cho xin miếng đi mà. Mưa đây. Không được, cái này đọc của tớ. Gì vậy? Ôi trời ơi, hai con gấu bông giành cái bánh kìa. Giờ sao ta? Có rồi. Đưa đây mà. Gì vậy? Dùng cái này nè. Cái con bé xúc xích kìa. Nè hai đứa ơi, lại đây chị cho cái này nè. Đưa đây. Đưa cho cô ấy đi. Cô sẽ đổi cho mình miếng xúc xích đấy. Giờ thì ăn thêm cây xúc xích nữa nè. Nhầm 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 nhầm. Trời ơi, cô ấy không giữ lời rồi. Cô ấy nó lời kìa. Gì vậy? Chúng ta đi thôi. Đứng lại. Mặc cửa ra. Lại là cái máy này à? Bây giờ phải làm sao bây giờ? Để xem nào. Sao cơ? Nghe anh thử chém cửa lên xem. Không được rồi. Có rồi. Chính là cái này. Ôi trời ơi. Mệt quá. Anna đâu rồi? Mình phải nhảy xuống rồi. Lisa, đây là đâu, tôi là ai? Ôi trời đất ơi, sao tôi bị treo lủng lẳng vậy? Ghê quá đi. Thôi không, mình phải cứu cậu ấy. Cái gì vậy? Trời ơi, bọn chúng mạnh quá. Bọn ta sợ hả? Gặp anh rồi. Ok, xem tao đây. Biến đi. Biến hình nè. Biến hết giận dữ nè. Cắt đây vào đây. Ta đá đi. Đừng mơ động được vào người ta. Ta mà động được còn đâu. Nhưng không sao, ta vẫn đánh được người một trận. Thành công rồi nào ơi. Cẩn thận kia. Sao hả? Đâu ăn chưa? Làm ơn đi mà. Nhìn này thôi. Cảm ơn. Chặt đấy. Để coi nào. Có trời ơi, đâu đi. Nhà của mình sao bừa bộn dữ vậy nè? Có trộm hả trời?
Chàng bày trò van xin hả? Không có cửa đâu. Hả? Ngay quá à, tôi biết nấu ăn đâu nha, cô nấu đi. Đói bụng quá đi, không biết ăn được chưa. Má ơi, cháy đèn tôi rồi, nhìn ăn luôn. Chán thiệt sợ. Có rồi. Nhớ con sen quá đi. Xong xuôi. Hai em thịt nó đi. Thôi, thôi nhớ nhau người nữa. Chuyện gì? Nhà tôi dặn dẹp, con cô đi tìm con sen đi. Đành vậy thôi. Con sen đâu rồi? Ở à, kia rồi. Sen ơi tới nè. Tới đây làm gì? Ồ, có chuyện gì đây nè? Ai vậy? Ăn đi. Bớt nói lại. Đi thôi Alex. Tôi đỡ. Đừng đi mà cô chủ. Không có cô làm bông sen sống không nổi. Đừng đi mà. Đánh đây đi cô chủ. Đừng đi mà cô chủ ơi. Cảm ơn năn nỉ giùm tụi tôi đi. Tụi tôi biết lỗi rồi. Trời ơi, trông quá. Anna. Anna, từ từ đã. Em phải xem cô có làm sao không chứ. Quay lại đi. Thôi, em đồng ý. Hả? Thế rồi. Thế hả? Thôi đi, cô chủ ơi. Đâu rồi đấy? Chào cô chủ. Để coi nào. Nhà cửa sạch sẽ quá ha. Cũng hài lòng đó. Được đó. Cảm ơn cô chủ. La. Mở tủ lạnh ra nào. Hả? Ôi trời ơi. Ủa? Cái con nhỏ này là băng giá gió vậy? Vậy lẽ con cái đá này. Ôi mình đói bụng quá. Trời ơi, có một nhà hàng rất tuyệt vời ở đây. Xem đây, sân khấu của Zulani vô rồi. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Wow, anh ấy chẳng đi. Cậu ấy thật giỏi, còn mình thì nè các cậu ơi. Ở ai gì vậy? Bên này nè cậu ơi. Qua xem nào. Cậu có thể giúp tớ mở cửa không? Chìa khóa trên người ông ta đó. Ôi không không, tớ không biết gì đâu. Thật ra ngày xưa tớ diễn xiếc hay lắm. Cảm ơn quý khách. Cảm ơn quý khách rất nhiều. Cảm ơn đã ủng hộ rạp xiếc chúng tôi. Tôi đói lắm. Cảm ơn cho tôi ăn với. Cô đòi hỏi ý tôi, tập trung làm việc đi. Tớ bị đối xử tệ vậy đó, nên làm ơn hãy giúp tớ đi mà. Thiệt không? Được rồi, tớ sẽ giúp cậu. Wow, thì sao? Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu. Để xem tình hình coi. Xin bận gọn quá. Quyết tâm chính nghĩa, hành động thôi. Ây trời ơi. Xin lỗi nha. Mẹ này, nó làm rơi mất đứa thiện của mình rồi. Chìa khóa đâu rồi? Cứ dám lấy trộm chìa khóa của ta. Đứng lại. Có gì rồi? Mở khóa thôi. Được rồi, đi thôi cậu. Con bé kia đứng lại. Ôi không. Tao sẽ cho mày một trận. Ôi không, chạy thôi. Hả? Ở gì vậy? Không thể được. Vào trong lồng. Ôi không. Đây, cậu có sao không? Tôi không biết gì hết. Cứu mình qua đi. Hả? Hả? Đây là đâu? À, băng bó xong rồi. Đây, cậu ăn bát súp đi cho nóng. Cái đẹp này thật tôi nè. Mọi người tốt với mình quá. Có gì đâu. Cái gì phải đó. Hả, cô gọi tiếng đó. Alo. Hả, không ổn rồi. Sao giờ? Tớ cũng không biết nữa. Tớ nhớ anh nào quá à. Mình phải nói thật thôi.
cho tớ. Hả? Thật sao? Ổn rồi các cậu, đi nhẹ nhàng thôi. Ôi, Edda. Tại mày, quét nhanh lên. Tất cả là tại mày. Mày dám, mày bé nó sợ quá. Ờ, gì vậy? Ôi trời, cảm ơn anh Toilet. Anh ơi, cô cần dám nói. Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm. Ờ, gì vậy? Hả? Tất cả là tại cô ta đó. Trời ơi, trời. Ha, lắc cái bông dẻo thế nhỉ? Dơ, dơ, dơ. Cùng nhảy nào. Wow, bê xà bê luôn. Nhảy tiếp đi anh cô gái. Đẹp tôi nhảy đây. Tuyệt vời luôn. Hả? Gì vậy? Làm sao, muốn cái gì? À, chắc mình tôi kiếm chuyện được chứ. Im cái bầu ra. Cô dùng cãi tôi chưa tập nói đâu nha. Qua xem nào. Cậu có gan nhảy vô đây nè. Tôi sống mái với cậu luôn. Tôi đánh cho cô cãi. Tôi đánh cho cô cãi. Bỏ tôi ra để tôi xử lý cái tên đáng giết hết tuyến mới được. Sống cặn thế nhờ. Đây. Hả? Ai đấy? Cậu bé. Đây là thuốc tình yêu. Cậu có muốn thử không? Thuốc tình yêu là cái gì? Nó là lý do khiến hai người bọn họ như kia đấy. Thật sao? Đây. Ôi quá, sao tự nhiên cái yêu quá đi. Ồ, oh, có vẻ ổn. Ôi trời ơi, công tác được luôn. Yeah, thuốc của ta thành công rồi. Chúng ta ra ngoài kia đi em. Dạ vâng. À, bọn họ gần ngủ được rồi này. Edda, mình ra ngoài đi. Dạ vâng. Rồi cuối cùng còn mình tôi là sao? Ủa, gì kia? Được đó nha. Đi đây, bán cho tôi loại thuốc đó đi. Ờ, tôi không cần tiền. Tiền với tôi không phải là vấn đề. Không biết điều mà. Được thôi, tiền đè chết ông luôn nè. Ây trời ơi, cô làm cái gì vậy? Ờ, thuốc của cô đây. Vậy mới được chứ. La 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 la. Mày mãi bên nhau như này em nha. Sao có trò vui. Cứ cười đi. Để coi nào. Đây rồi. Ha, bắt đầu. Cái gì vậy? Ừ, nghe quá đi. Con chó này tránh ra coi. Ngoài đi mà. Đi ra chỗ khác giùm đi. Đừng quá. Bắt đầu được rồi. Ngoan ngoan. Trời đất ơi, nó cắn tôi. Má, cứu tôi ơi. Tôi không được. Tránh ra đi, tránh ra đi. Ủa, gì vậy? Wow, con kia kia nhà ai đáng yêu quá vậy? Có chuyện gì với Lisa bây giờ? Ai biết. Yeah!
Đi. Ờ, cái gì đó? Ấy dạ, thơm quá. Mùi gì vậy? Anh đẹp trai ơi. Hi. Anh ơi, em ơi, chạy trái. Anh ơi, đừng có đi nè. Ủa, chuyện gì vậy? Ôi trời, nè, mấy người làm gì vậy? Bỏ ra. Cứu tôi, trời ơi, mấy người.
người bị khùng à? Anh ơi, đừng có chạy mà. Mày quá đi. Trời ơi, con ông, mày biến đi, biến đi. Trời ơi, sao nhiều vậy? Mày quá đi. Ủa, anh ơi, chuyện gì vậy? Cứu tôi chơi. Sao lại lạ? Ôi trời, sao lại là con này? Ôi trời đất ơi. Không phải nói mày. Đừng có cắn tao. Trời ơi, thiệt là may quá. Taxi. Lại gặp nhau rồi. Trời ơi, không thể nào. Trời, cô làm gì vậy? Ôi, xong rồi. Đụng xe rồi. Anh ơi, đứng lại chờ em với. Không thể nào, ôi, mình đi rồi. Trời ơi, thiệt là một ngày dài. Mệt quá. Chuyện gì nữa đây? Nè, làm gì? Là em đi. Em đó hả? Không thể như thế được. Cho cô ta một đấm. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Ấy dạ. Trời ơi, đâu á? Ủa, may quá, may quá đi. Trời, cái gì vậy? Ôi trời ơi, thiên tập à? Chạy thôi. Ôi không. Ây à. Trời, nó bắn thiệt à? Leo leo. Trời, chứ bắt ta nè. Hả? Ôi trời, có tiền à? Ôi được được được. Tôi quay lại nè. Ôi trời, bắt lừa rồi. Không có sao. Nè, bắt đi. Tạm biệt nha. Ôi trời ơi, may quá đây. Hấp định, định. Nguy hiểm quá. Trời không, không, tôi không phải ăn trộm đâu. Ô nè, cô làm gì vậy? Trời. Trời, mùi thơm quá đi. Ok. Đèn của em. Ủa? Trời ơi, sao đường đột vậy? Ê, trời ơi, trái tim tôi đang rung động rồi. Nè, đừng tin lời hắn. Hắn ta là kẻ sát nhân đó. Tạm biệt. Nè. Hôn đi, hôn đi. Có không có hôn hả? Ây da. Cô dám làm như vậy với tôi à? Ây da. Vô đây. Cô rồi, ta sẽ ăn thịt cô. Đứng yên đó.
Trời, em ổn chứ ạ?